Hôm qua 27 tháng 12, dự án Onus VNDC, ứng dụng đầu tư tài chính số do người Việt sáng lập và có trụ sở tại Singapore, xác nhận việc bị tấn công, dẫn đến nguy cơ có thể rò rỉ thông tin cá nhân của một lượng lớn người dùng. Dữ liệu gồm họ tên, email, số điện thoại, tên đăng nhập và thông tin EKYC dùng để xác minh danh tính, với các dữ liệu bị rò rỉ kẻ xấu có thể thực hiện việc giả mạo danh tính sử dụng thông tin để lừa đảo hoặc tìm hiểu về lịch sử giao dịch của nạn nhân theo các chuyên gia bảo mật từ dự án chống lừa đảo của việt nam sự cố trên tìm ẩn nguy cơ lớn về an toàn thông tin cho người dùng